và cốt lõi và để làm nên sự đổi mới cơ bản toàn diện giáo dục và đào tạo là con người, trong đó vai trò người thầy có ý nghĩa dẫn dắt đi đến thành công. Lớp tập huấn cho cán bộ giảng viên toàn trường là hoạt động thường niên của Đại học Đại Nam trước mùa tuyển sinh và trước thềm năm học mới. Sau gần 8 năm thành lập, Đại Nam, một trường ngoài công lập, đã có chỗ đứng uy tín trong số 50 cơ sở giáo dục top đầu của cả nước, hướng giáo viên đến cái nhìn và nhận thức toàn diện về thực chất của nền giáo dục nước nhà. Đại học Đại Nam muốn lựa chọn cho mình một hướng đi đúng, thiết thực và có kiến thức, hiểu biết, có kỹ năng để đào tạo những sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể tiếp cận và bước vào phục vụ cuộc sống. Trong bộn bề của kỳ tuyển sinh với bao trăn trở, Đại học Đại Nam vẫn là sự lựa chọn của sinh viên, bởi phía trước họ là những thế hệ sinh viên Đại Nam đã trưởng thành đầy tự tin. Trường Đại học Đại Nam của chúng tôi rất tự tin là sinh viên đầu vào chưa cao như các trường công lập, nhưng khi vào trường thì chúng tôi đã biết là vậy thì chúng tôi phải bù đắp đào tạo các em cái gì. Và nhà trường đã đưa ra rất nhiều những cái giải pháp để đào tạo các em về kỹ năng, về ngoại ngữ, về tin học, về các kỹ năng, kể cả kỹ năng sống và kỹ năng làm việc. Thì tôi tin là với cái quy trình như vậy, chúng tôi đã cải tạo được các em. Các em ra trường trở thành những cái sinh viên đủ kiến thức, tự tin để lập thân lập nghiệp. Và tôi cho là cái thay đổi của chúng tôi không phải là chỉ riêng Đại học Đại Nam, mà chúng tôi chỉ là người đi trước. Và tôi tin là việc đưa kỹ năng vào trường đại học đào tạo nó sẽ là xu hướng tất yếu của các trường đại học Việt Nam. Những ưu thế về cơ sở vật chất, về chất lượng đào tạo, về hướng đi đột phá trong giảng dạy, Đại học Đại Nam đã tạo điều kiện cho sinh viên tiếp cận với thực tiễn đời sống, hướng tới mục tiêu cao cả, góp phần xây dựng đất nước và hình thành nhân cách của những công dân có năng lực, thôi thúc khát vọng cống hiến. Tin thế giới, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha hôm qua bác bỏ việc vụ đánh bom chết người ngôi đền thờ tại Bangkok là hành động khủng bố.